giọt từng giọt xuân níu cành vươn lá long lanh nắng ống ả trời xuân xuyên qua sương giá mùa xuân trở về tươi xanh cây lá đường hoa rộn ràng phố xuân tình ca mùa xuân rộn rã tưng bừng giữa trời xuân trong vắt như pha lê đường xuân tha thướt dáng em dịu dàng cho hương xuân thêm nồng nàn dịu dịu màu đậm đẫm nâng ly rượu hồng nồng thơm sắc hương của mùa xuân mong cho tình yêu chào rằng mãi mãi thời gian này bên nhau ta đi đón mùa xuân mới hân hoan xuân ngời phơi phới tiếng hát mùa xuân ngân vang lời ca niềm tin thiết tha trong lòng ta quê hương mùa xuân đẹp trong ngàn hoa mãi muôn đời bên nhau ta đi đón mùa xuân mới hân hoan xuân người phơi phới tiếng hát mùa xuân từng giọt xuân níu cành vươn lá long lanh nắng ống ả trời xuân xuyên qua sương giá mùa xuân trở về tươi xanh cây lá đường hoa rộn ràng phố xuân tình ca mùa xuân rộn rã tưng bừng giữa trời xuân trong vắt pha lê đường xuân tha thướt dáng em dịu dàng cho hương xuân thêm nồng nàn dịu dịu màu đậm đẫm nâng ly rượu hồng nồng thơm sắc hương của mùa xuân mong cho tình yêu chào rằng mãi mãi thời gian này bên nhau ta đi đón mùa xuân mới hân hoan xuân người phơi phới tiếng hát mùa xuân ngân vang lời ca niềm tin thiết tha trong lòng ta quê hương mùa xuân đẹp trong ngàn hoa mãi muôn đời bên nhau ta đi đón mùa xuân mới hân hoan xuân người phơi phới xuân đẹp trong ngàn hoa mãi muôn đời bên nhau ta đi đón mùa xuân mới hân hoan xuân người phơi phới tiếng hát mùa còn đây là cơ sở trống Trường Sơn của nghệ nhân trẻ Phạm Duẩn ở thôn Đồng Lạc 3, xã Linh Lạc, huyện Di Linh. Một cơ sở làm trống gia truyền đã bắt đầu định hình thương hiệu tại Lâm Đồng chừng khoảng 10 năm trở lại đây. Chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc. Năm 2002, chàng trai trẻ sinh năm 1982 này lại khăn gói rời làng nghề làm trống Đòi Tam, một làng nghề làm trống nổi tiếng của đất Hà Nam mà anh đã gắn bó với nghề từ lúc 12 tuổi để vào Di Linh lập nghiệp và bám rễ ở mảnh đất này. Mang theo hoài bão của tuổi trẻ
và chí lập nghiệp trên quê hương mới. Phạm Duẩn đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình, cũng như của làng nghề làm trống nổi tiếng.